ăn phố ấy, nhưng mà để con ra một bát, con bảo tin con ăn ăn xong. Chính xác là 45.000 à? Vâng. 45.000. Về uống một bia. Lại ngon. Cảm ơn chị nhé.
biết đây là bà đấy vừa đi qua mà kêu đi người giá đâu kia con kia tràn ra kia tràn ra kia đi rồi đấy cua đầu rồi. Bán lại cho em lấy em ăn luôn, bán ra chẳng lấy hết luôn, chả đủ ăn. Chị Luật thôi, chị thôi bánh cho bây giờ ấy. Mày cứ lôi cái này của tao. Chị Luật ơi, tí nữa điên. Ê. Chịu thật. Ngồi tôi đẩy cả năm ăn. Tôi quay hóa nó rồi. $70,000 một cân. Ủa, có ấy chưa? Có cá chưa? Đi đi ra kia lấy kìa. Đi đây. Ô, cái nhỉ. Nhiều nhỉ.
nhiều thế nhỉ, đói. Nhiều hơn ở dưới. Bắt mỏi hết lưng. Đẩy xô à? Đẩy cái này đi bán. Đó, lo cho chai đi ăn mà. Ăn rồi. Tí thế về tối cô ra ăn. Nhá. Con cứ về đi.
ăn rồi. Có biết bên trong có cái gì không? Bên trong có thịt của nó. Ăn rửa sạch. To nhỉ. Không có rồi đâu, cô gửi đồ nặng cho đi bộ thôi nhá. Thank you.
tiền nữa nhá. Cái phim nhá. Tiền đi. Thì ăn gì là cho quán nào cả. Kem. Hả? Kem hậu uống không? Bán chai chai này không chị? Có thế nhỉ? Không bán á? Thì lấy đi một tí. Ông biết cô nó bảo muốn ăn, không bán. Này bác quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa được ăn bao giờ. Thật á? Vâng. Hôm nay cô làm cho ăn nhé. Thế cô xào lên, cho gia vị vào. Và cô ăn thơm lắm, ngon. Lấy cùi này cho cô này. Đi đó. Lấy cùi lên cho cô đây. Khi ăn này, ăn thử xem. Ăn đâu rồi?
Ngon. Chẳng là hẳn mùi. Ngon không? Ngon nhỉ? Ngon. Thank you.
25 nghìn. Mua kem về đây không ạ?